với đề bài là một sự kiện trao giải vinh danh cho các thương hiệu Việt cần sự sang trọng, lịch lãm, trẻ trung và có điểm nhấn. Thì ngay tới hợp bộ số xanh này. Để không ai có thể thay thế phong cách thời trang của bạn, bạn luôn phải khác biệt. Alo. Dạ vâng. Vâng. Nhất trí ạ. Tôi là biên tập viên Thanh Liêm của kênh truyền hình VTC, một trong những gương mặt rất thân quen với khán giả truyền hình và cũng là một hot YouTuber của kênh Góc Nhìn Việt với nút vàng YouTube. Nếu như các bạn nghe thấy giọng quen thuộc này thì đó chính là Thanh Liêm. Chỉ cần bạn trân trọng những người bạn quý trước mắt là đủ. Chúng ta không thể làm cho cả thế giới này thích mình, cũng giống như là chúng ta cũng không thể thích tất cả mọi người. Biên tập viên Thanh Liêm có yêu cầu đi sút chuẩn bị hai bộ sút, một sang trọng, lịch sự cho sự kiện trao giải và một nổi bật có điểm nhấn cho sự kiện party. Và ngay sau đây thì đi sút sẽ chuẩn bị hai bộ đồ phù hợp với sự kiện mà biên tập viên Thanh Liêm vừa ra đề bài. Với đề bài là một sự kiện trao giải vinh danh cho các thương hiệu Việt cần sự sang trọng, lịch lãm, trẻ trung và có điểm nhấn, bộ sút ngay tới hợp bộ sút màu xanh này. Đây là một trong những thiết kế vô cùng độc đáo và trẻ trung với hai cúc cơ bản và ba túi, nó sẽ tạo lên những điểm nhấn vô cùng tinh tế. Và bên cạnh đó thì Quốc Dũng sẽ phối cho biên tập viên Thanh Liêm theo concept như thế này, với khăn để ngực, tông màu trắng đỏ, hoa tạo điểm nhấn, cà vạt đỏ. Và vì là một sự kiện trao giải cho các thương hiệu Việt cho nên là Quốc Dũng cố tình đính thêm một chiếc logo hình chữ V như thế này. Nó là một điểm vô cùng tinh tế. Và biên tập viên Thanh Liêm là một người có vóc dáng hơi đậm, cho nên là một chiếc gilet ở bên trong với 2.000 cúc đồng thời với cổ được cách điệu sẽ tạo thêm điểm nhấn hơn đó. Và chắc chắn rồi ạ, đây sẽ là một trong những mẫu khá là đặc biệt và khá phù hợp với sự kiện trao giải mà biên tập viên Thanh Liêm vừa yêu cầu. Còn với sự kiện party, các bạn sẽ xem tiếp clip để xem một người nổi tiếng sẽ xuất hiện như thế nào với một bộ vest nhà Disus. Nó phải rực rỡ với tông màu trắng tinh khôi. Disus cảm ơn biên tập viên Thanh Liêm đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với Disus trong suốt thời gian vừa qua. Và hướng tới kỷ niệm 5 năm thành lập thương hiệu thời trang Disus thì Disus đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi lớn lên tới 20%. Quý khách hàng có thể truy cập website disus.vn hoặc liên hệ hotline 0366 66 1322. Xin chân thành cảm ơn.